Con vàng thọ. Em ơi, em ơi, gì? Bên này thấy không được khỏe thôi, để coi ấy cho anh tiền, anh đi chợ, anh vô bếp anh nấu nấu cơm. Thấy bữa nay thấy em mệt lắm, thấy cũng tiền tỷ nhan sắc lắm rồi đó. Thì giờ muốn đi chợ thì tôi hai cha con đi chợ đi, giao cho hai cha con đi chợ nha. Giờ tiền trời phải có tiền mới đi. Bao nhiêu tiền? Thì tỷ à, cho nhiêu rồi thì đi tí bấy nhiêu à. Biết nhiêu đâu cho. Thì tiền. Bây giờ thì nói chung có nhiều thì ăn nhiều, có ít ăn ít. Để tôi nấu cho ăn ha, để anh nấu cho ăn. Thôi giờ bốc thăm đi. Thăm chung hả? Nhiêu thì lấy nhiêu nha. Với thăm đó. Với thăm nữa hả? Ừ. Thì cũng được. Nhưng mà có cho mình giá nhiều nhiều nha. Chúng nhiêu thì ăn nhiêu, 20.000 thì ăn 20.000. Rồi chạy. Ừ. Chùm như vậy. 20.000 chứ sao ăn cái gì trời. Thì ăn dao. Nhưng mà ở trong chổng cũng phải có mình giá vài 300.000 rồi này kia chứ, ta giúp chứ. Rồi nè, tôi viết thăm xong rồi nè. Cha con bốc thăm đây, chúng nhiêu thì tôi đương nhiêu. Ít thì ăn ít nha, nhiều ăn nhiều, ít ăn ít nha, giá chịu ha. Ăn dao cũng phải chịu đó. Ít về chắc tôi cho ăn nước mắm quẹt quá. Rồi. Trời ơi. Giờ mệnh giá bao nhiêu rồi? Đâu nhiêu, để bàn coi. Nhiêu thì nhiêu. Đâu mà là mình không, em phải coi cho ta coi chứ. Vậy mà ta coi cái mệnh giá sao để giúp có cái gì chổng. Rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình ghi mấy cái phiếu này, mấy cái thăm này nè. Xong rồi nghe cả nhà. À, nó có mệnh giá nè, có sẵn hết trơn nè. Về bây giờ bốc trúng cái nào á, bao nhiêu tiền á thì đưa cái nấy. Bao nhiêu trúng nhiêu thì đưa nhiêu. À, có 1 triệu đồng nè cả nhà. 1 triệu không? Nhưng mà thấy 20 hơi nhiều nha, 20 30 hơi nhiều. Thì nói chung có 500 nữa nè. Có 500 không? Có 500. 200. Có 200, có 100 nha cả nhà, 100. Rồi. 50, 30, 20, 1 triệu. Bây giờ sao? Bây giờ xếp lại. Xếp lại bỏ vô. Không phải xếp vuông lại bỏ vô nồi phải không? Ừ, rồi lắc lên bốc cái nào có số tiền bao nhiêu là đi chợ bấy nhiêu phải không? Ừ. 1 triệu là không phải triệu nha. 1 triệu là cha con tôi ăn tôm hùm đó. Nhiều ăn lên tình luôn đó. Tôm hùm. Biết lỡ 20.000 cha mày ăn cái gì mày? Tôm hùm là đi xuống dưới hầm bắt con tôm lên đó phải không? Không, nếu mà 20.000 tôm nghĩ 20.000 chắc đi cắt bó rau về ăn quá. Mà có quyền về vườn mình cắt đồ bổi đồ không? Hay có, được. Vườn mỹ không tốn tiền là được. Không tốn tiền được ha? Không tốn tiền là được. Mà ngu gì, cái này như lỡ 20.000 chắc mình mua chắc vài con cá cũng được mà. Không? Cá đâu, cá gì 20.000? Có. Ra quán cá 20.000? Tao mua cá thôi, vậy tao cắt cây chuối, tao nấu canh chua cũng được vậy. Đúng không? Cá nào 20.000 chợ thì nói chung bây giờ từ cơ ứng biến đi, tôi dán bà được 1.500.000 gì để con bữa nay ăn tôm hùm với cái cua hoàng đế đi. Trời ơi, cho mua cái càng của con tôm hùm còn không được nữa. Mô rồi rồi giờ ai lắc đây? Rồi tôi làm. Dạ yeah, lắc ha. Dạ trời lắc đây, bóc một lần hay bóc ba lần? Bóc một lần. Ba lần đi. Ôi hai người chơi không được một lần hay mấy lần? Ai đại diện bóc coi đây. Cha bóc đi. Cha bóc ha, dễ ra bóc đi. Gì nhiều nhờ mà ít chịu ha. Dạ ông bốc đi, giờ đưa lên cho tôi dở ra, tại tôi là chủ sĩ. Rồi bốc đi cha, giờ cha bốc con bốc. Giờ ai lắc đây? Tôi lắc rồi. Trời dạ. Giờ tôi lắc lại được không? Cứ dở không ra. Có gì. Thật cái tay vô bốc. Không bây giờ. Không có nhìn nha. Bây giờ anh lắc lại lấy lấy hình được không? Trời. Thôi lắc cái đi cho mặn miệng rồi mày. Dở ra. Chủ cả người ta đâu cho lắc. Được chưa hả? Giờ dở ra thật cái tay vô. Hé hé ra thật cái tay vô. Vậy là cho bốc con cho bốc ha. Vậy tao nguyện nha. Nguyện nữa. Trời có vụ nguyện chổng nữa trời. Nhiều ăn ít thì chịu, nhưng mà giờ bây giờ cho con trúng được 500 triệu đi, cũng có tôm hùm với lại cua hoàng đế hoặc là cua Cà Mau gì đó. Giờ con thèm cua Cà Mau quá rồi. Càng của nó cũng mua nữa. Ê. Đừng chịu là quất cua Cà Mau, ký cua Cà Mau ha. Giờ với lại gì đó. Cua Cà Mau bao nhiêu tiền sao cha biết mà. Cua Mau 500 600. 500 600 nhiêu. Thôi thì con cua Cà Mau thôi, nếu mà 1 triệu càng tốt. Trời ơi. Cái này là công đức vô lượng. Giờ hé hé rồi nha. Cha là không, giờ một người bóc rồi nha. Vậy là cha bóc ra, con không bóc nha. Bóc cái trái đi. Vô 20 tao không biết ăn cái gì. Cha lấy cái nồi này, cha làm cái này là cũng lấy hên lắm rồi nè. Màu đen thui lui đây nè. Rồi. Cua hoàng đế đi, cua hoàng đế.
chết là 200 ngàn. 200 ngàn, trời ơi, 200 ngàn, 200 ngàn, 200 ngàn cái trời ơi. Trong đó hả, mấy 30 nhóc luôn, với 20 nhóc luôn trời, 200 ngàn đủ hơi. Trời ơi, cái này 200 ngàn, 200 ngàn nè, đi chợ đây. Trời ơi, dư sức qua cầu, cái này là tuyệt vời rồi. 200 ngàn cả nhà ơi. Rồi hai cho con đi chợ đi. 200 ngàn cả nhà. Tao làm cái món thiệt á, tao nói bà làm cái món thiệt, cái vua chúa ăn còn chưa hết đây, tiền 200 đâu có, hai cha con mình chia ra người 100 mà thích gì mua nấy chứ. 200 ngàn thì thoải mái rồi. Rồi, bây giờ đi chợ về. Để là con mua cái gì về kệ con nha, mà con đưa cho mẹ là mẹ chế biến sao mẹ chế nha. Không phải hai cha con mình nấu luôn. Thôi, thôi. Giờ lẹ đi. Kìa công người ta đi chợ về em đi, nấu đi. Đi lẹ về nấu cơm. 200 ngàn không lẽ? Trời 200 này dưới sức. Tao bỏ đây. Con cha nấu đâu ngon mẹ. Không, 200 này nấu cho ăn hết cả nhà nha, 5-6 người luôn nha, có bé Nan đồ nữa, Di nữa. Đó cơm nhiều thôi. Không giỡn đâu. Để món gì đây cho nó thịnh soạn nè, nó phải là đặc sắc. Đâu có, mình thích mua cái gì mình mua, mình về mình đưa cho mẹ. Rồi, xong okay. Cái mẹ tự chế biến thôi. Chế biến nha. Thôi cả nhà ơi, bây giờ Huy với bà bá sẽ dùng 200 ngàn này đi chợ. 200 ngàn này là không, cái này là cũng không có dễ dàng như đâu cả nhà, phải bốc thăm. Trời ơi, trong một đống 20 ngàn với 30 ngàn mà bốc được 200 ngàn là hơi bị hên luôn. Cũng hơi bị hên đó. Dạ đi đi. Dạ thôi, mình đi ra cả nhà ơi, mình đi chợ. Đi chợ nè, ta mua nè. Coi coi, để ta mua gì? Ta mua cơm tôm mối ni nè. Thôi, được rồi, đừng mơ ước nữa. Chào cả nhà. Rồi, chào cả nhà. Bây giờ hai cha con mình bây giờ đi ra chợ thôi. Bây giờ biết sao giờ 200 ngàn thôi, mình kiếm cái món gì nó đặc biệt chút xíu, nó ngon chút. 200 ngàn không đến nỗi ít đâu. Mình mua nửa cua Cà Mau luôn nha. Được, chắc uống cua nửa cua Cà Mau coi sao. Về nhà mình có đồ bổ, thèm cua quá rồi. Mà có cái là vô của mình giá có được có 200 à. Mà vô 30 ngàn chắc không biết ăn cái gì nữa đó. 20 ngàn. Thôi bây giờ thôi cha con mình đi ra chợ thôi. Đó, mình kiếm cái gì cho Út Huy chọn luôn. Rồi mình cảm thấy là trong 200 ngàn này nói chung 200 ngàn này là thịnh soạn rồi đó. Chứ không có dở đâu. Thôi, rồi mình cùng đồng hành với mình với Út Huy nha cả nhà. Rồi, thôi giọt thôi. Rồi. Trời luôn quá trời luôn. Dừa đó, coi cái nhà biết dừa gì lùng nè, đó cái nè. Trời luôn. Đó dừa nè, quá trời đã luôn. Có trái nè. Có trái. Rồi cả nhà ơi, giờ tới chợ rồi mà chưa biết mua cái gì cho nó hay. Mua gì cho nó ngon đây. Thôi. Bữa nay cũng nói chung là cũng khai trương cũng phân nữa à. 200 thôi nha, 200 thôi nha. 200 chắc là cứ khu quần đế cho mua. Khu quần đế cho mua là cái que của nó, cái que. Không mua. Hải sản. Hải sản khô. Đồ khô. Kìa hải sản kìa đó. Hải sản kìa phải không? Nè. Ở đây hả? Hải sản nè đúng không? Có lý nè. Giờ coi kìa. Có ghẹ. Hả? Ghẹ hào rồi đúng kìa. Hào kim bột đi. Vô cái đi. Vô nhà cả nhà. Hải sản nha. Nóng lắm. Cái kiến này kiến gì, kiến làng à? Kiến làng, kiến lão rồi. À, chị ơi, bữa nay tôi đem 2 triệu không biết tôi mua cái gì nữa. Hả? À, 2 triệu ăn được nhiều không? Ui, 60 ngàn làng ký hả à, chị? Ừ, cái này bự hơn, cái này ốc bu cố sơ luôn nè, cái nhà này nó nhỏ hơn. Ngon nè. Cái này 40 à, cái này 40 hả cha? Ủa bữa nay khai trương là mình mới khai trương hả chị? Dạ em mới xin đó. Ờ. Tôm. Có cua không chị? Dạ ghẹ, qua đi đây. Ủa ghẹ không hả? Dạ. Tôi tính không kiếm cua hoàng đế ăn. Đó ghẹ. Dạ này không có cua. Y ghẹ. Ghẹ này bán 500 ngàn lần cuối lần. Ghẹ màu này là lạ. Ủa ghẹ gì mà màu này vậy? Không chắc hơn lắm anh, bọn này sao à, ghẹ này ở quê tôi kêu là ghẹ dần di đó. Ghẹ này 4 con ký, 3 con, 4 con ký. Vậy hả? Ghẹ gạch thành 8,5 cho gạch luôn. Anh ăn cua đấy, ăn ghẹ ngon. Ăn mấy cái này là cha nó rẻ hơn. Gì nướng à. Cái này là gì? Cái này là bự gì vậy? Nó chơi chứ 2 triệu gì đâu, tôi có 200 ngàn à. Giờ mình mua làm sao để về cho bà xã bánh nấu. Cái này là cái gì sao?
cái này không có gì đó, không biết con gì nữa. Sao lụa sao hả? Sao lụa làm gì? À, sao lụa cho từng ăn. Sao lụa quế à, nướng ăn được nè. Nướng có hành. Cái này cho muốn muối này hả? À? Ừ. Rồi mình làm một ký đó đi ha. Một ký này. Sao biết tươi chị? Sống không anh ơi, con này em bao này sống hả? Vậy hả? Chứ đâu có. Cái này gì quên, con quên tên này, con hay quên á. Sao sao dẻo 40.000 ký là mình xin. Là mình còn 160 đó, còn 160 đó, 40.000 mà thật không là tôi đâu biết ghẹ này. Ừ. Hai hả? Hai con này như sợ thịt nó mềm á. Trời ơi, đã nó chắc con này chạy ra nhiêu tiền vậy ta? Đâu, căng thử mới biết, đâu nữa là... Trời ơi, cứng lắm anh ơi, anh bóp anh vung tay luôn chết em rồi. Không có, tại tôi yếu quá. Tôi yếu. Không phải, dạo này tôi yếu lắm. Tại tôi bệnh á. Tôi yếu. Vậy là bệnh rung tay chứ không phải bóp vậy rung tay. Không phải là cố tình bóp đâu. Dạ, cỡ này 5,5 gram đó, tính 100 ngàn thôi đó nè. 100 ngàn. Giờ quất luôn. Mà ghẹ này ăn ngon vậy? Ngon, ghẹ ăn me ngon lắm luôn á trời. Rồi còn 60 đó là mua rau củ quả nữa. Ông nhận bà chủ có phúc hậu ghê trời. Khi mình bóp nặng mạnh tay quá bà cũng la nữa. Bà chỉ nói sao mà bệnh yếu quá bóp mạnh cái gì. Chị mua cái này không? 60 nè. 60 bọc nè. Hả? 60 bọc cái này hào á. Hào. À hào chiên bọc hả? À chiên bột được không? Không mà mình đâu có bột đâu. Ờ không có bột. Không em luộc, em luộc, luộc cho nó dễ. Luộc rồi ghẹ găng me rồi của xà lau quế. Mười ngàn này đi mua đồ bỏ thêm. Anh bỏ gì đó. Lau quế gì đó. Chắc chưa? Chắc chưa? Thấy mặt cũng chắc lắm. Chắc cũng chưa chắc đâu hả chị ha? Mà có 200 ngàn ba món hay sao? Không anh, nói chung chị chủ này vui vẻ trời cũng biết sao không? Trời ơi, mình lại chỗ khác mình bóp con ghẻ cái ta chữ chết luôn á. Mà chị này cũng vui. Tại biết sao? Chị biết mình bệnh vung tay đó chứ không phải mình bóp mạnh. Giờ nói mới biết. Giờ nói mới biết. Em gửi tiền rồi nè chị. Rồi. Vậy rồi còn 10 ngàn nha. Ủa bán mình lên ông xã đâu rồi? Vậy hả? Ông sướng quá ha. Ông nào thương chị sướng chết luôn. Ngủ không à. Thôi vậy rồi, cảm ơn chị nha. Rồi vui vẻ nha chị. Dạ con đi. Rồi năm mới chúc chị mua bay bán đất nha. Dạ. Rồi. Lá quế ha. Còn 10 ngàn nha. Mua quế ớt chanh rồi không? Quế canh ớt thì ở nhà mình có rồi. Cái gì mình có mình tận dụng rồi. Giờ mình quan trọng mua đồ ăn. Mua đâu quế thôi. Em mua 10 ngàn cải. Cải hả? Ừ. Mua rau hả? Mua rau. Họ sẽ muốn mua rau gì nữa mua. Vì con cũng không có biết. Cái này không cha? Đậu dòng đi. Đậu que đũa sao nè. Ủa hỏi con bó nhiêu cha? Bó 10 ngàn là quốc luôn. Mình có đậu quế rồi phải không? Chắc chưa? Đồ đũa bán sao vậy? Bó vậy? Giá là thế 5 ngàn. Có 10 ngàn rồi. Rồi chị nghĩ canh. Đây canh cho tôi 10 ngàn đi. Được thêm miếng hành nữa cả nhà. Năm mới chúc quay ánh mắt nha chị. Thì bò kìa, bò kìa. Bò này mà mình lấy phân về mình bón cây tốt. Ừ. Đâu chơi vô thử coi. Không nó ủi mình không? Không. Thôi. Vậy không biết có bãi nào không cha. Anh phân này phân bò tốt biết sao người ta nuôi bò đó giống mình đang nói chuyện chăm bò với anh ta vậy.
bò này người ta nuôi ta thả không ý đó. Là nói đang giống giống bạn kế hoạch ăn cắp bò người ta đó. Tôi nói nghe nè, bò này người ta nuôi á, người ta lấy phân người ta bán á, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Bây giờ mình á, bữa nào á mình ra mình nói với chủ người ta đó, mình coi chừng nửa buổi thôi, tao mày coi nửa buổi rồi nó có nó ỉa mình lấy phân rồi. Cả nhà ơi, giờ là cũng mua còn hết tiền luôn hả? Hết rồi, mua hết tiền rồi, được rồi, bà chủ khuyến mãi cho bó hành nữa. Thôi mình giờ làm đồ ăn cho bà xã. Mấy con bò này đi. Mấy con bò này để nó yên ổn thời gian đi. Không, để lấy phân của nó. Không, một bầy của nó nhiều lắm nha, nó đi đằng kia nó kìa. Sẵn ủi mình thôi, không có ủi cái chục con á. Thôi mình đi vài bữa khác mình ra mình kiếm chuyện. Rồi kìa coi mẹ ra. Mẹ ơi ra nhận. Em ơi, shipper tới nè em ơi. Nhận hàng. Vui lên đây. Cái này là đậu đũa không hả? Đậu đũa với cái được tặng thêm bó hành. Đó. Rồi, này mở ra coi cái gì? Cái gì? Tôi chơi hay là cua hoàng đế mà. Cua hoàng đế với lại sò lụa, sò lao vậy đó. Sò lụa với ghẹ, ghẹ cái này cua ghẹ chứ. Ghẹ vằn. Ốc vẹo. Ốc dẹo. Ghẹ vằn, ốc dẹo với sò lụa. Em tính sao em tính với anh. Rồi bây giờ mẹ tính sao mẹ chế biến đây với con cha hết nhiệm vụ rồi. 2 triệu bà anh mua nhiêu đó đó. Đãi anh 10. Đi ra con định đi mua nhiều chỗ lắm mà đi ra. Cái này ăn có một buổi rồi nghe, không ăn được ngày đó. Tại vì giao quy định rồi. Buổi chiều cho nhận. Buổi chiều. Cái này thôi chứ nói gì, nướng mỡ hành hay luộc lên ngon ha. Không biết bữa nay em cho ăn cái món gì đây. Này là mẹ tự chế biến thôi chứ mình không mình không đòi hỏi được. Có đòi hỏi cũng đâu được. Có miếng rau xào với hải sản không bà bá, cho vô là hải sản không? Mình như đây mà mua 2 triệu bạc. 200 ngàn nhiều quá. Ui 200 ngàn. 200 ngàn đi vậy là cũng qua. 200 ngàn á, ở Phú Quốc cho mới mua được gì á. Chứ cho lên Sài Gòn á không có hải sản chăng gì đâu. Không được dĩa cho lụa giờ 200 mấy à. Tại vì ở Phú Quốc mình là dùng biển cho nên cái hải sản nó rẻ cả nhà. Chứ ở chỗ khác là hải sản nó mắc lắm. 200 ngàn không mua được cái gì nhiều không, đâu. Mà mình gia đình mình vô á, mình ăn cái kiểu này một chầu nghe nè không. Bèo bèo khoai chiều rưỡi. Chiều rưỡi người ta chế biến nha đó. Không tới chiều rưỡi đâu cơ vậy. Con không biết hả? Thôi ghẹ. Có 2 con ghẹ. luộc sao quẹo trước. Rồi mẹ má quyết định là làm món này là luộc đó cả nhà. Ủa sao nước đâu mẹ? Nước ít vậy? Anh chút xíu ghẹ da mặn. Ghẹ là da mặn hả mẹ? Da mặn là phải cắt vậy á mà. Cả nhà ơi, đó nguyên cục luôn. Đó, quá trời đó. Thịt quá trời thịt luôn. Bây giờ làm món gì mà? Da mặn. Ồ, tới ghẹ da mặn hay cả nhà. Wow. 200 ngàn có món này là dữ rồi đã. Vậy bữa bốc ra 1 triệu coi. Bốc ra 1 triệu đi mua cua Cà Mau vậy. Ăn lên đình luôn. Cha mày chắc đang thèm cua Cà Mau á. Cha nãy đòi đi mua cua Cà Mau mày. Còn nói đậu đủ mua. 200 ngàn thì mua được con ăn vậy. Mắm. Có 1 triệu bạc á thì bấm bụng mua con được. Nước mắm. Mấy món này món nhà hàng không đó. Đi chợ gì đồ gì nữa. Quá dữ rồi.
ví dụ mình ở vùng biển á, ví dụ mình ở vùng biển là đồ biển nó rẻ hơn. Ví dụ mấy chỗ không ở vùng biển thì thịt nó rẻ hơn mà. Ngon ngon. Người que là ăn đừng tôi. Người chỉ đừng que thôi nha. Người đừng que thôi. Không có đâu nha. Chai mới đó mà. Có còn chẳng hơn mà phải cái này xài chân nước chứ. Thơm ngon mà bạn ăn nha. Tôi ở đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Chạy bữa vô siêu thị á, có tiền nhiều á, vô siêu thị mua con gà ác. Gà ác thuốc bắc hả? Gà mua thuốc bắc vậy thì được không ta? Là nó tìm thuốc bắc là táo đỏ đâu không mà. Táo đỏ nấm đâu phải không? Rồi nhìn đó mà. Thì mình muốn để con gì? Để con biết để con mua nha, để con mua tầm bậy về mẹ tìm rồi đó. Có ăn gà bạn gà ác tìm thuốc bắc á. Gà ác. Không thích. Không thích gà vịt nha, nếu thích gà vịt thích nuôi đó. Thích nuôi rồi chứ không thích ăn. Vô rồi, mua gà đúng luôn rồi. Cha mua gà mà cha cứ nói mua cua Cà Mau hoài. Mới cua Cà Mau. Mơ về Cà Mau. Nước gì mà? Nước cua gì nữa? Nước của mẹ. Mẹ cũng mơ về cua Cà Mau. Nói nơi mẹ liệu, mẹ nói theo. Giờ làm món cuối nè. Món cuối hả? Xôi mở coi được không? Coi thành quả của tôi đi chợ đó được không? Bây giờ hai mẹ con à ngon quá. Ôi, con nãy quay còn thèm đổ quá mấy rồi thèm luôn trời ơi. Cái này nói gì nữa? Mà người quen nha. Em có bỏ củ hành đồ vô không em? Bỏ hành lá. Hành lá hả? Thơm quá. Cái này nè, hồi chấm với tiêu chanh. Nước mũi luôn trời ơi, cái món này còn hơn món nhà hàng nữa trời ơi, có 200.000 mà đi đủ thứ tịnh soạn đó em ha. Ha phải chịu món đồng quê rồi nữa nè. Đũa xào với gì em? Xào không hả? Xào với xào lụa. Hồi chấm với ăn được không á nha. Thì cái mình mua con này là thấy nó dễ gỡ lắm. Không, nói chung là xào lại xúc cho rồi. Nó dễ gỡ hơn mấy con kia. Xào lụa hết chứ. Sao đặt tên rồi lũ không ta? Thịnh soạn ha. Thịnh soạn nha. Đố ai mà cầm 200.000 mà đi mua đường gì? Thì tôi đố luôn đó. Chắc thiệt luôn. Chứ con cũng chắc lắm rồi nha. Chưa chắc đâu ba. Con không chắc lắm rồi đó. Thiệt đó. Mà chưa tin chắc đâu ba. Nè nữa nè. Thì chứ không phải nói các cô chú anh chị thấy là tao cầm 200.000 tao đi mua gì phải nói là thiệt, nói là công nhận bà bá tuyệt đỉnh luôn đó. Để coi cô chú anh chị comment sao chứ con cũng biết. Tao rất là ok, phải nói là ghẹ này nhiều khi cô chủ nói nhiều ghẹ này nó còn ngon ngang ngửa hoàng đế luôn đó. Cua hoàng đế đó cũng hay giỡn đâu thì cô thấy nhiều tôi mới mua. Không mày chắc mơ cua Cà Mau với hoàng đế. Nói chung cái chân của mình nó có vết thương đó, mình cũng phải tìm cái món gì ăn để cho nó hoàn chỉnh. Cà Mau, Cà Mau với bạn đấy. Cái chân của mình lần lành đấy nha ơi, nó khỏe lắm. Cái vậy nói chung là mình nghe nói quảng cáo là mình làm luôn. Mình cầm tuy có 200.000 nhưng mà mình phải nói là mình xây chuyển với nó là... Ồ. Trời ơi. Xong, một mà, món nữa mà. Là hai món cả nhà. Có hành linh ha. Anh mơ độc không à? Vậy em cho anh một cái anh ăn hết nguyên cái chảo phần đó được không? Đúng luôn rồi á. Bỏ chơi kia anh chơi lại. Bó hành của bà chủ sạp rau cho có công dụng á. Thôi mới sợ luôn trời, nghe mùi nó thèm ghê.
giờ bắt đầu mình xào, xào đũa, xào xò đũa. Bây giờ con trai rút thăm đường chịu bạc cái con con trai cắn 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 rút. Wow. Ủa nó đổi màu liền rồi, nó bạc đổi màu cả nhà ơi. Đổi màu nó phẫn nộ. Sao không mua tôi nhiều lên chứ. Nè, nó nhỏ nhỏ chơi này nè. Cái loại thịt chết chơi này nè. Rồi cái này là cho nó chín. Cho chín đầu đũa là xong. Ừ, wow. Xong rồi, xong rồi, chín rồi. Xong rồi cả nhà ơi. Chín ăn rồi. Thôi. Rồi. Đây là thành quả đi chợ của con và cha và sự sáng tạo của mẹ. Ủa cái này sáng tạo không? Cũng sáng tạo lắm nữa. Sáng tạo. Sáng tạo, sáng tạo. Sáng tạo. Sáng tạo. Nãy giờ đâu có ai xào đũa với xào lụa đâu con. Ok, sáng tạo. Ghi nhận. Khỏi quá, khỏi quá. Rồi. Rồi, đổ ra đi. Đây đang đổ lên, đổ cho. Đổ cho. Nặng lắm. Nặng lắm á. Nặng đó, con một tay đổ được. Quá trời. Một dĩa này thôi là ăn đủ luôn á mẹ. Rồi. Rồi xong. Rồi. Ăn thôi nha cả nhà. Không phụ lòng của anh em. Trời ơi, cắt công đi dốc Huy hả, lặn lội hả, chợ búa. Trời ơi, lặn lên lội xuống. Gặp mấy con bò nữa. Gặp mấy con bò, bữa nào anh đi anh dốc Huy đi cho giữ bò cỡ nửa buổi để kiếm phân về chồng bò quá em ơi. Bò không nặng, bò thấy rứa, thấy ham luôn á. Nói vậy thôi cả nhà ơi, chứ thì đi ra mình thấy phân thì mình hốt chứ ừ. Giờ bà bá đi chăn bò sao nổi. Không, mình phải giữ cho người ta chút 1-2 tiếng gì đó. Không, người ta thả bò đó thì mình ấy thôi. À, thôi, vậy thôi, mình về anh có lỗi. Rồi thôi, nói nhiều. Ờ, khách sạn gì mà ăn hành được. Có ăn mừng là cha lặn lội từ ở chợ này qua chợ kia để mà... 200 ngàn. Vậy 200 ngàn hả? 200 ngàn một tiệc, bởi đó là linh đình luôn. 200 ngàn nhiều vậy? Trời ơi, cha mà... Em ơi, vô mảnh rồi. Cha con mà, cha đó, ba đó con. Con không lấy cơm với mẹ, con ăn cái này. Không, ăn không. Không mà con ăn cái này là cha không có cho cha phạt. Con phải ăn cơm cho nó bớt đi. Không, bà ba. Vậy hả? Rồi. Rồi, chén cơm. Nè, nước tương. Rồi sao nước tương? Để này, cái này là ngon nè. Ngon nè con. Cái này nè. Rồi, xích lại. Xô xào ngon lắm. Rồi, ngon lắm. Như 200 ngàn hả? Trời ơi. 200 ngàn thôi. Không. Ông cộng hết bao nhiêu đó là 200. Đâu có ai biết được cha tài nghệ. Rồi cha chắc là tài nghệ con. Ừ. Xin chào cả nhà. Đồ ăn xong rồi cả nhà ơi, bữa nay là 200 ngàn hai cha con đi chợ về mình làm bao nhiêu đồ ăn trời đây. Trời ơi, mẹ làm phiếu bốc thăm 20 ngàn, 30 ngàn, 100 ngàn, 50 ngàn gì mà bốc trúng được. Ví dụ vô 20 ngàn ăn cái gì? 20 ngàn ăn rau. Cha tính hết trơn rồi 20. Mua miếng tỏi xong cái gì chiên cơm ăn vậy. Có bó rau. Trời này bó này rau này 10 ngàn bó này. Thôi bây giờ dạ. Không nói nhiều nữa. Thôi. Thì bây giờ mời em mời cả nhà đi. Đó, giờ bây giờ đồ ăn cũng đã xong rồi cả nhà ơi. Lên mâm hết rồi bây giờ mời cả nhà dùng chung với gia đình. Thôi bây giờ mình mời cả nhà nha, ăn nha cả nhà. Rồi. Xào lúa đó. Rồi ai ăn gì ăn. Bây giờ nói chung là mời cả nhà ăn chung. Mời cả nhà ăn chung. Mời cả nhà ăn chung. Mời cả nhà ăn chung, gấp cái càng coi mời cả nhà ăn chung. Đó. Ngon quá. Này nói chung là cái món này là nói chung là nếu mà nói là năm sau mới có luôn đó, phải nói món nhà hàng luôn đó. Thiệt là ngon quá đi. Này con ngon không? Mày giả tạo quá. Không được gì đâu. Thiệt là ngon số 1. Mày vậy mới đúng rồi. Ngon thiệt. Lặn lội mà trời. Lũ ăn thịt chiên nó ngon á. Em ăn này nè. Đáng lẽ không được cái giá này đâu con. Bé nhau tại cho nói chuyện có duyên á bà, người ta ở bớt á con.
Nếu đổi lại là mẹ 200 ngàn á. Ừ, 200 ngàn xong mà mẹ, làm được cái món nếu đổi lại là mẹ 200 ngàn mẹ có thể đi mẹ nấu được 2 buổi đúng không? Ủa anh nói sao á? Tao biết. Nếu mà 200 ngàn cha đi với mày đi á, mà chỉ nấu được một bữa ăn thôi. Ủa? Nói gì mẹ? Này là muốn ăn 2 buổi bình thường chứ. Đúng không? Nhiều mà. Một ngày luôn. Nếu mẹ ra tay là khác nha. Mẹ ra tay 200 ngàn đi được 2 buổi luôn á, không phải 1 buổi đâu. Con em là hướng tới cái có gì? Cái hưởng lạc. Ăn uống hưởng lạc. Hồi xưa con mấy món này chỉ có hoàng đế mới dùng được nha con. Cái dân giả mình không ăn nổi đâu. Vua á, vua á. Mưa nhanh đi. Cái gì là gì? Dạ, này sao quá. Nè, sao mấy cái này không ăn mà đi lấy cái đó. Gửi ra. À, mưa rồi ta. Dạ mỡ hả? Wow. Quá trời ngon rồi. Wow. Dữ dằn của thằng làng ơi. Cà quẹo. Đó. Cà dẻo. Cà dẻo. Quẹo quá dẻo. Bà ba. Bà ba nói bị pho đó. Bị pho đó là cái này nè là kiêng ăn. Người bình thường cannot ăn. Đã have money something like that đúng không? Ăn con. Cái này nè con, ngon. Ngon. Có muỗng đó, đưa cái muỗng nè. Không có. Được rồi. Hay nhà ăn vậy tuyệt vời. Bữa nay bóc làm đường chịu ăn dữ hơn nữa. Tao nói thiệt với mày chứ. Nhưng mà cha bắt bữa nay đừng chịu là cha làm thịnh soạn luôn rồi. Ổng ơi cô Cà Mau, ổng nói nếu được chịu ổng đi mua cô Cà Mau. Cái ra mua ghẹ mà cái cua Cà Mau rồi. Nhiều khi người ta tự ái. 200 ngàn chắc mua được nữa con cua Cà Mau á. Con, đúng con. Con à? Con là ăn hết. Còn con gì biết chia làm sao không? Khó chia đó. Bánh xùm ai hết. Ai ăn cái gạn. Em ăn nè em. Đó. Con này ngon nè. Ăn này nè. Thích này hả? À ăn nó đi. Chưa đang dính, đang dính bên đây. Lời bên đây hết keo rồi. Này. Làm ăn con nữa. Bữa giờ buồn quá cả nhà ơi. Bên kinh Vinisa với Nan là bữa giờ không ra video thường được là do đi hai đứa đi hoàn kiếm mặt bằng để buôn bán mà không có. Ở đây mặt bằng nó cao quá. Cao lắm, chịu không nổi. Giờ cầm 300 triệu mới dám ra mở mà tiệm được, mà mua tiệm nhỏ. Vậy mình bán giao hàng con ơi. Bán online à? Đâu có thời gian. Bán đồ ăn online đi. Tính mở một cái tiệm ra để bán buôn sẵn có khán giả đến ủng hộ rồi khách địa phương đến ủng hộ á. Mà một cái mặt bằng chua chát quá. Đi hỏi hết rồi. Con biết cả nhà có ai ở Phú Quốc mà nhà mặt tiền. Người ta muốn cho người du lịch đi làm ăn hả? Nhưng mà nếu nói là mặt bằng trung bình trung bình mặt bằng ở vòng là một mặt tháng là 30 triệu. Là con hỏi cái mặt bằng bên kia đối diện trường học cấp 3 30 triệu một tháng. Vô chắc không gì. chơi cua đi chút cua trẻ cua nào ghẻ, ghẻ. Cua đâu vẫn còn cua Cà Mau trong người. Con có dây mẹ rồi đó. Tâm trí lúc nào cũng nhờ thầy em gì là nhớ đến đó đó bé. Tâm trí lúc nào cũng hướng về Cà Mau. ngày mai gán giúp đường triệu đây là đi ra mua 1 ký liền. Ủa bây giờ mình lên cái giải 2 triệu đi. 2 triệu hả? 2 triệu mà rút được cả mấy lần đó là nghèo luôn, lỗ luôn. Là dẹp kênh luôn á. Dẹp kênh luôn. Còn video. Cái này ngon nè. Cái này so dẻo. Thiệt á. Ra cái nhà. 200 ngàn. Mày dẻo không? 200 ngàn dẻo quá thiệt vời. Dẻo sao gỡ không ra? Người ta đi ngày mình đi buổi thôi. Người ta đi 200 ngàn đi cả ngày đó. Mày với cha là đỉnh cao rồi đó. Quất cái một ăn được con buổi à. Có vậy là không mà. Thôi mà cũng thông cảm đi. Tại vì lâu lâu xuống bếp mà. Lâu lâu đi chợ mà. Cái bữa tiệc này phải nói là nếu mà nói 200 ngàn vô, mình vô nhà hàng không có đâu. Giá này phải 1.5-2 triệu. Cái dở mà 1.5. Vô quán cốc thôi. Nói chung mình vô là nó hơn 200 ngàn nhiều lắm. Nói chung khuyến mãi đó. Con ăn xong con lấy cái muỗng, xúc cho chán, xúc cho chán. Dễ này bà bá thầu rồi. Ngon quá. Nước còn. Mặt trời mặt tận hưởng à, mặt mấy anh tận hưởng à. Sướng sướng. Đừng có ăn cơm chứ là cả dặm. Ăn cơm là sai luôn á. Tận hưởng con. Những gì mình thích mình ăn. Bữa nào bóc trúng 20 ngàn là tận hưởng đã nữa.
20 ngàn ăn. Cái nào mà lấy 10 ngàn. 20 ngàn thì cha làm con quẹt với lại do lan. 20 ngàn ọt, con mua cơm trước. Ăn cơm trước cho no. Nhưng mà hôm nay con thấy nhiều quá, phải con lấy cái này luôn. Thôi, cả nhà ơi, thôi một bữa đại tiệc hải sản có chỉ với 200k thôi. À, là mình đã đi đầy đủ coi như là giống như món nhà hàng năm sao. Thôi, bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây nha, cũng dài nha cả nhà. Giờ mong cả nhà ủng hộ và coi hết cái quảng cáo cho kênh Út Huy Vlog để mình có động lực nha cả nhà. Giờ sắp tới có thể là đừng nói mà nếu mà có thêm cái kinh phí á, mình sẽ làm những cái món gọi là đặc sắc hả? Đặc sắc rồi cái gì người ta nói gì động trời động đất gì đó. Kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa ha. Thôi, cả nhà mình nói vui ha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày ha tốt đẹp vui vẻ ha. Rồi khỏe. Rồi chào hẹn gặp lại clip tới nha cả nhà. Bye. Giọng clip tới được bắt 1 triệu. Clip tới đi.